Hello, 500 anh em. Hôm qua Nhanh Trí được điểm tốt, cô khen nức nở. Lại còn đầu năm nên mẹ mới mua tặng Nhanh Trí một cái ống nhòm nè. Xinh chưa. Thế là từ giờ lại có thêm đồ hành nghề thám tử rồi. Xuống phố test thử cái ống nhòm xem nào. Tèn. Ôi, anh em có nhìn thấy thứ gì đằng kia không? Hình như có người đang bị đuối nước rồi. Ôi, hình như là Huggy đấy. Cứu Huggy thế nào bây giờ? Mình thì không biết bơi nữa. Xem nào, gần đây có một sợi dây thừng và một cái cần câu. Theo bạn, chọn thứ nào để cứu Huggy? Cần câu cá tuy dài nhưng lại dễ gãy, không đủ lực để kéo được Huggy. Lỡ đang kéo mà gãy cái thì toang. Còn dây thừng này nó đủ dài và dễ cầm, ta có thể kéo Huggy lên bờ an toàn. Huggy ơi, bắt lấy sợi dây thừng nha. Nếu bạn gặp trường hợp này ngoài đời thì phải thật bình tĩnh, nếu không có sức thì hô ầm lên nhờ cô dì chú bác khỏe kéo giúp nhé. Ôi, hình như có tiếng ai đang kêu cứu kìa. Là tiếng của Mommy Long Legs ư? Gần chỗ Mommy có một con rắn rất to đang tiến tới. Theo bạn, Mommy phải làm gì để không bị rắn cắn? Đứng im hay cầm que đánh rắn? Khoan, Mommy hãy đứng im ở đó nhé. Vì rắn chỉ tấn công khi ai làm hại nó thôi. Đừng dại mà cầm que đánh rắn nha. Không cẩn thận sẽ bị nó cắn đấy. Mà sau này nó còn quay về trả thù nữa cơ. Nên đứng im đó, không làm gì nó. Nó cũng không động vào bạn đâu. Ui là trời, bận bịu quá. Ôi, ai gọi đấy? Alo, Nhanh Trí xin nghe. Tối nay tới dự sinh nhật Suka á? Ok, mình nhất định sẽ qua. Anh em ơi, đi chọn quà sinh nhật cho Suka cùng Nhanh Trí nào. Vừa bước vào, đã thấy bà chủ kêu là bị mất một chiếc vòng tay màu đỏ có hình bông hoa rồi. Trong cửa hàng lúc đó, chỉ có Nobita, Kissy và bà chủ. Theo bạn, ai là kẻ trộm ở đây? Nobita, cậu giấu cái quái gì trong túi quần kia? Nhanh Trí à, tối nay là sinh nhật Suka mà tớ không có tiền mua quà tặng bạn ấy, nên tớ đã làm chuyện xấu này. Nobita, cậu trả lại vòng tay và xin lỗi bà chủ đi. Thật ra, quà to hay nhỏ không quan trọng, tấm lòng mới là đáng quý nhất. Nếu Suka biết cậu làm thế, sẽ không chơi với cậu nữa đâu. Các bạn nghĩ gì về hành động của Nobita? Đồng ý hay là không đồng ý? Comment ngay cho Nhanh Trí biết với nha. Nào nào, lại tắc đường rồi, chán ghê cơ. Bạn còn biết con đường nào khác tới nhà Suka không nhỉ? Anh em, tìm đường giúp Nhanh Trí với. Uầy, các bạn mình đỉnh thế nhở? Khó vậy mà cũng tìm ra rồi kìa. Bái phục. Cuối cùng cũng tới buổi sinh nhật tại nhà Suka. Rất là vui, Nhanh Trí và mọi người đang quẩy nè. Tự nhiên lại thấy Seiko ngồi thu lu một góc nghịch lửa. Lúc sau cậu ấy hớt hải chạy vào, trên người áo và quần đang bị bốc cháy. Trời, theo bạn, Seiko làm gì để dập lửa đấy? Bình tĩnh nào Seiko, đừng chạy vòng quanh. Bạn sẽ chỉ quạt cho ngọn lửa và làm chúng cháy nhanh hơn thôi. Thay vào đó, trong lúc chờ mọi người lấy nước tới dập lửa thì hãy lăn vòng quanh, vì khi lăn giúp dập lửa đó. Đấy, thấy chưa, lần sau đừng có mà đùa với lửa nha. Nguy hiểm lắm, may mà nó không cháy nhà đấy. Không thì cái nịt cũng chẳng còn. Từ sau hôm ở nhà Suka về, Seiko bị sốt các bạn ạ. Mà trên bàn có 3 cốc nước, các bạn uống nước gì để hạ sốt đây? Các bạn giúp Nhanh Trí với. Nước ép cam, nước ép vải hay nước dừa nhỉ? Nước cam và nước dừa có rất nhiều công dụng với cơ thể, nhất là những người bị sốt. Nó giúp tăng cường hệ miễn dịch để chống lại tác nhân gây sốt và đào thải độc tố gây sốt ra ngoài cơ thể đó. Ngoài ra nó còn có tác dụng gì nữa? Có bạn nào biết không? Comment khai sáng cho Nhanh Trí với. Nhanh Trí uống suốt cả ngày mà cũng chả biết tác dụng gì nhiều nữa. Ôi, SOS kìa, cấp báo anh em ơi, các fan cứng fan mềm gì bơi hết vào đây. Chả là em gái song sinh của Nhanh Trí là Nhanh Trí Quay đang đi dạo thì bị rơi tỏm xuống ao. Đúng lúc đó có một con chó cũng bị rơi xuống, bên cạnh còn có một túi tiền 1 tỷ. Bạn ơi, bạn sẽ cứu vớt cái gì trước đây? Tất nhiên là cứu Nhanh Trí Quay rồi. Tiền có bao nhiêu cũng không quan trọng bằng mạng người mà. Còn con chó thì nó biết bơi, lát kiểu gì chẳng thấy nó lên bờ. Nhanh Trí Quay, lần sau đi đứng cẩn thận nha. Các bạn thông cảm, con em mình vẫn còn ít tuổi nên nó hơi lơ là một tí ấy mà. Anh em ơi, đang chuẩn bị có một phi vụ chấn động trái đất đây. Anh em tinh mắt tìm giúp mình kẻ giả mạo Nhanh Trí trong này với. Thank you.
Ý trời, dạo này rất nhiều kẻ giả mạo nha. Từ TikTok này, Facebook này, YouTube này, rất nhiều kẻ giả mạo. Nhưng mà kẻ giả mạo kia trốn đâu cho thoát khỏi mắt của 500 anh em nhà nhanh trí đây. Theo anh em, nên sửa cái tên giả mạo này thế nào? Câu tiếp theo chỉ dành cho những thiên tài thôi đó. Cookie định cầu hôn Kissy, nhưng trước đó lại bỏ nhẫn vào trong tủ, bây giờ lại quên mất mật khẩu. Ôi trời ơi, các bạn giúp Cookie mở khóa tủ nhé. Có bạn nào tìm ra chưa? Đây nè, để Mị nói cho mà nghe. Từ hàng thứ 2 và 3 suy ra, 4 là số đúng và đứng ở giữa. Từ hàng thứ 2 và 4 suy ra, 1 là số đúng và đứng ở cuối. Số còn lại ở vị trí đầu của hàng thứ nhất, đó là 7. Vậy mật mã để mở khóa là 741. Quá chuẩn luôn! Hết đi đường lại về nhà một tí vậy. Nhưng mà về nhà chưa ngồi ấm chỗ, đã xảy ra một vụ án tiếp theo. Trong bếp có 3 người, Hooky, Kissy và Mommy Longlegs đang ngồi chơi. Một trong 3 người đã ăn trộm chiếc bánh trên bàn. Chiếc bánh đó là để mẹ mang đi tặng bạn. Mẹ đang rất tức giận nhưng chẳng ai chịu nhận cả. Theo bạn, ai là người ăn trộm bánh đây? Ồ ồ, lần sau ăn vụng nhớ chùi mép nha bé ơi. Đặc biệt là bé Kissy kìa, màu bánh còn dính trên mép. Eo ôi, lớn rồi còn ăn vụng, xấu lắm nha. Tuy thế thì mình vẫn ăn vụng hoài, chỉ là không lấy cái đồ mẹ mang đi tặng bạn mà thôi. Ngồi lại đây, mình kể cho một câu chuyện này, cực kỳ cuốn luôn. Sáng nay trên đường đi học về trời mưa rất to, Suka vừa đi mưa, vừa ăn hai củ khoai lang, đến buổi chiều thì thấy trong người rõ là khó chịu. Khi đi khám bác sĩ, bịt mũi và vội vàng cho Suka một vỉ thuốc. Theo bạn, Suka bị bệnh gì? Bị sốt, bị táo bón hay bị ngạt mũi nhỉ? Tìm ra câu trả lời chưa? Trời ơi, đi dưới mưa thì dễ bị cảm cúm ngạt mũi, lại còn ăn những hai củ khoai kiểu gì chả bị đầy hơi. Vào phòng gặp bác sĩ, có mà đánh giám nhiều quá, nên bác sĩ mới bịt mũi cho thuốc cảm cúm về uống, cho hết cảm cúm ngạt mũi chứ còn gì. Có bạn nào từng bị cảm cúm và đầy hơi như Suka chưa? Bây giờ Nhanh Trí đang ở cùng Nhanh Trí Wai và Nobita, đang chơi ở nhà xem phim ý. Lúc sau Nobita thấy đói đói nên đi mở tủ lạnh lấy hoa quả, nhưng trong tủ lạnh chỉ còn 3 loại: chuối, dưa hấu và táo. Theo bạn, trong lúc đói, Nobita không nên ăn quả gì? Nobita nói bao lần rồi, lúc đói không được ăn chuối vì nó sẽ gây cồn ruột, đến lúc đấy đau bụng cấm có kêu. Vậy còn lại dưa hấu và táo thì Nobita nên chọn cái gì? Cái này cũng khoai à nha, nhờ fan vậy. Sáng hôm sau đi học, trong giờ kiểm tra, Tèo và Tí chép bài kiểm tra của nhau. Đến khi trả bài thì cả hai đều bị điểm không. Theo bạn, tại sao cô giáo biết hai bạn chép bài của nhau? Tại nội dung bài giống nhau hay chữ viết giống nhau? Hay, chép bài của nhau không trung thực đã là sai rồi. Thế mà kiểm tra đáp án nó còn rõ ràng thế này, sao mà sai được? Cái kết chắc bạn đoán được rồi. Chép bài lại còn ghi như hội thoại thế kia, thì sao mà cô giáo không phát hiện ra cơ chứ? Câu hỏi tiếp theo, các thám tử xắn cái tay áo lên tìm hộ Nhanh Trí đôi mắt của Nobita nào. À đây rồi, mắt của cậu bạn thân này mà không biết thì xí hổ các fan 10 năm quá. Quá dễ, để thử lòng bạn coi cái kết thôi. Vụ án này còn đau đầu hơn này. Hai con chó đang lang thang ở công viên, con chó trắng tên Đen, con chó đen tên Trắng. Nam thấy chúng dễ thương, liền thảy trái banh ra xa rồi ra lệnh: Đen, đi nhặt quả bóng đi. Đố bạn con chó nào sẽ đi nhặt, Đen hay Trắng đây? Chắc chắn 99% bạn bị lừa chứ gì. Chẳng con nào cả, vì Nam đâu phải chủ của chúng.